Thiết bị nhà bếp Kitin, an toàn, tiết kiệm. Công ty cổ phần nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện lưới miền Bắc, đơn vị với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ổn áp Sitanda, với các sản phẩm nổi bật mang thương hiệu Kitin bao gồm: bếp từ Kitin là giải pháp tiết kiệm tuyệt vời, chỉ với 1.500 đồng có thể nấu một bữa ăn cho gia đình 4 người. Sản phẩm được bảo hành đổi mới lên tới 2 năm, vật tư thay thế bảo hành lên tới 10 năm. Máy hút mùi Kitin với chất liệu vượt trội, công suất hút mạnh mẽ, kiểu dáng sang trọng. Bộ nồi cao cấp Kitin làm từ inox nguyên khối, kiểu dáng sang trọng, bề mặt sáng bóng không rỉ, không oxy hóa và dễ dàng vệ sinh. Kitin, người Nhật tin dùng. Truy cập ngay website kitin.vn hoặc liên hệ hotline để đặt mua hoặc tư vấn chi tiết về sản phẩm. Viettel và Vinagame làm ăn ra sao tại Myanmar? Viettel và Vinagame cũng như nhiều doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin truyền thông Việt đang nối gót nhau khai phá thị trường nước ngoài, trong đó có Myanmar. Mitel giành vị trí thứ 2 tại Myanmar. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel hồi tháng 6/2020 cho biết rằng sau 2 năm chính thức kinh doanh, Mitel, thương hiệu của tập đoàn Viettel tại Myanmar, đã vượt mốc 10 triệu thuê bao, vươn lên vị trí thứ 2 tại Myanmar và gấp 2,5 lần nhà mạng đứng thứ 4 tại Myanmar. Trước đó, sau nhiều lần thất bại, năm 2016, Viettel đã đặt bước chân đầu tiên vào thị trường Myanmar bằng giấy phép thành lập liên doanh Mitel. Chỉ sau 8 tháng, Mitel đã đạt gần 5,2 triệu thuê bao di động, vươn lên chiếm 14% thị phần viễn thông và đứng thứ 3 trên thị trường. Myanmar là thị trường quốc tế thứ 10 của tập đoàn Viettel và cũng là thị trường có quy mô dân số lớn nhất, được đầu tư lớn nhất. Vào thời điểm khai trương, Mitel có hạ tầng cáp quang chiếm 50% tổng số cáp quang tại Myanmar là 36.000 km. Đây cũng là nhà mạng di động đầu tiên phủ sóng 4G toàn quốc và cũng là công ty đầu tiên áp dụng cách tính cước theo block 1 giây tính trên từng giây. Về mặt công nghệ, Mitel là nhà mạng đầu tiên tại Myanmar cung cấp dịch vụ VoLTE, eSIM, giới thiệu 5G tại Myanmar. Hiện tại thì 75% khách hàng của Mitel sử dụng 4G, cao nhất trong số các thị trường Viettel đầu tư. Kể từ khi gia nhập thị trường viễn thông, Mitel đã giúp phổ cập dịch vụ Internet tại đất nước này với mật độ tăng từ 31%. Tháng 6/2018 là thời điểm mà Mitel chính thức cung cấp dịch vụ ở Myanmar lên con số 55% vào tháng 9/2019. Mitel cũng là nhà mạng được yêu thích nhất tại Myanmar với chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng NPS là dương 11. Về kết quả kinh doanh năm 2020, theo thông tin từ phía tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, tổng doanh thu năm 2020 của tập đoàn đạt hơn 264,1 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 4,4% so với năm 2019, đạt 102,4% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 39,8 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 4,1%, đạt 103,9% kế hoạch năm. Thương hiệu Viettel hiện được định giá là 5,8 tỷ đô la Mỹ, đứng số 1 Đông Nam Á và thứ 9 ở châu Á. Trong năm 2020, Viettel đã hình thành 6 lĩnh vực nền tảng số trong xã hội, bao gồm hạ tầng số, giải pháp số, tài chính số, nội dung số, an ninh mạng và sản xuất công nghệ cao. Ở lĩnh vực viễn thông, 10 thị trường nước ngoài của Viettel tăng trưởng một cách vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận để đảm bảo dòng tiền chuyển về nước rơi vào khoảng 333 triệu đô la Mỹ. Tại Việt Nam thì Viettel đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ cố định băng rộng lớn nhất tại Việt Nam với 41,8% thị phần. Dịch vụ di động của Viettel vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với 54,2% thị phần, trong đó thị phần thuê bao data đạt 57%. Viettel là nhà mạng đầu tiên cung cấp kinh doanh thử nghiệm mạng 5G tại Việt Nam. Ở lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số, năm 2020, Viettel tiếp tục thực hiện giải pháp công nghệ, hoàn thành các nền tảng công nghệ cốt lõi nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội. Ở lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và công nghiệp công nghệ cao thì Viettel nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm thành công thiết bị 5G trên mạng lưới, đưa Việt Nam vào top 6 quốc gia đầu tiên làm chủ công nghệ 5G. Trong năm 2020, Viettel làm chủ 62 công nghệ lõi, đăng ký 97 sáng chế, có 3 bằng sáng chế được cấp độc quyền tại Mỹ. Doanh thu từ sản xuất sản phẩm dân sự đạt khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 104% so với năm 2019. Ở lĩnh vực chuyển phát, logistics và thương mại điện tử, các đơn vị thành viên của Viettel tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, với dịch vụ chuyển phát đạt 9%, trung bình ngành là 4%. Kinh doanh bán lẻ đạt 111% kế hoạch, tăng trưởng 339,4%, tương đương 46,6 tỷ đồng so với năm 2019. Zalo và tham vọng 50% thị phần tại Myanmar. Sau 4 tháng ra biển lớn với thị trường đầu tiên là Myanmar, tới tháng 10 năm 2016, Zalo đã đạt được khoảng 2 triệu người dùng kích hoạt. Ông Vương Quang Khải, Phó Tổng Giám đốc Vinagame, người sáng lập Zalo, cho biết trong sự kiện công bố đạt 2 triệu người dùng tại Myanmar rằng, với 52 triệu dân và 18 triệu thuê bao 3G, cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh và xã hội có những điểm gần với Việt Nam, Myanmar đang là thị trường tiềm năng để cho Zalo hướng đến người dùng và phát triển tại đây. Nói về lý do lựa chọn Myanmar, ông Khải cho rằng quốc gia này giàu tiềm năng với 52 triệu dân và đang ở giai đoạn mở cửa. Công nghệ phát triển nhưng hạ tầng lại chưa thay đổi kịp để đáp ứng được nhu cầu, kết nối Internet còn khá yếu và smartphone chủ yếu là các dòng máy giá rẻ. Về những điểm này, Myanmar khá giống với Việt Nam vào lúc Zalo ra mắt vào cuối năm 2012. Theo người sáng lập Zalo, kỳ vọng của ông là phần mềm nhắn tin của Việt Nam sẽ chiếm được 50% thị phần tại Myanmar. Xứ chuột tháp hiện có khoảng 18 triệu người dùng mạng di động, nhiều trong số này sử dụng các thiết bị cấu hình thấp.
về tình hình tài chính công ty cổ phần VNG, VNG Corp, tức Vinagame, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 ghi nhận doanh thu tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1.611 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 14% lên con số 583 tỷ đồng. Trong kỳ thì chi phí tài chính và chi phí bán hàng đồng loạt gia tăng với mức tăng lần lượt là 188% và 52% lên con số 2,3 tỷ đồng và 476 tỷ đồng. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 5% xuống xấp xỉ còn gần 214 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí liên quan thì quý 4/2020 doanh nghiệp này lỗ sau thuế là 223 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 33,5 tỷ đồng. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ là 123 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, VNG đạt 6.034 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% và 190,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 58% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 457 tỷ đồng. Năm 2020, VNG đặt ra mục tiêu doanh thu đạt 6.714 tỷ đồng, tăng trưởng 20%, lợi nhuận sau thuế âm 246 tỷ đồng và lợi nhuận dành cho cổ đông theo kế hoạch là 299 tỷ đồng. Như vậy thì với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã thực hiện được gần 90% mục tiêu về doanh thu năm, vượt 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đặt ngoài kỳ vọng. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng tài sản của Vinagame đạt 7.818 tỷ đồng, gia tăng 795 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn là 4.519 tỷ đồng, chiếm gần 58% tổng tài sản doanh nghiệp. Nợ phải trả tính đến cuối quý 4/2020 là 1.673 tỷ đồng, tăng 144 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, thì chi phí phải trả ngắn hạn là 820 tỷ đồng, chiếm 49% tổng nợ của doanh nghiệp. Công ty này không sử dụng nợ vay. Phương Linh, nhà đầu tư Cà Phê Biz, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.